Xin chào các quý vị, các thầy và các bạn. Thưa các quý vị, kế thừa truyền thống y học cổ truyền để lại, tôi là bác sĩ lương y Đỗ Nguyễn Thiều, truyền nhân đời thứ 19, dòng họ Nguyễn Bá, đã thành lập kênh YouTube Dr. Đỗ Nguyễn Thiều Official. Với mong muốn đem những bài thuốc quý của dân tộc tới với nhiều người, mang hạnh phúc, niềm vui, sức khỏe tới cho mọi nhà. Các buổi tối, chúng tôi cùng nhau ngồi trên gò đất nói chuyện. Ông cho biết phải làm thế nào và làm những gì để điều trị. Khi đó tôi có một người chị gái. Chị ấy có vấn đề về sức khỏe. Cha mẹ chị ấy đã điều trị mạch máu cho chị ấy. Và chị ấy đã sửa đổi cách chữa trị. Từ đó chúng tôi tin rằng mạch máu là cơ bản. Vì sao phải theo dõi nó? Kể từ đó, chúng tôi đã theo dõi điều này cho cả gia đình. Tuy nhiên, cha mẹ tôi đã qua đời một cách bi thảm vào tuổi 87. Còn chị gái tôi cũng sống thọ nhưng ít hơn tôi. Chị qua đời ở tuổi 95. Tôi cũng luôn hướng dẫn các con tôi rằng các con cần phải theo dõi hệ mạch máu của mình. Đó là lý do tại sao bí mật của tuổi thọ nằm trong các mạch máu. Chúng cần luôn luôn được làm sạch. Nhưng không ai làm điều này. Và do đó, họ sống không được thọ. Điều này đặc biệt đúng đối với những người hưu trí ở thành thị. Họ thích uống thuốc và nghĩ rằng chúng sẽ giúp ích cho họ. Khi tôi ở trong thành phố với cháu gái của mình, tôi đã rất ngạc nhiên về điều này. Tất cả bệnh nhân đều chỉ sống đến 60 tuổi. Thuốc đã giúp họ như vậy đấy. Hóa chất đứng sau tất cả mọi diễn biến. Nhưng nếu họ làm sạch các mạch máu, họ sẽ khỏe mạnh và năng động giống như tôi. Thưa cụ Tazilia Nashikhanovna, cô nghĩ sao nếu một người sức khỏe kém bắt đầu làm lại, làm sạch máu mình, liệu người đó có thể sống lâu hơn không? Chắc chắn, làm thế nào khác được? Nào, bạn tự phán xét cho chính mình đi. Máu chảy trong hệ mạch, đi nuôi dưỡng tất cả các cơ quan. Sự nuôi dưỡng càng tốt, các cơ quan càng khỏe mạnh. Sức khỏe con người đến từ sức khỏe của hệ mạch máu. Nhưng hệ mạch máu bị bẩn theo thời gian. Rốt cuộc có thể có chất bẩn trong máu và đủ loại chất không tiêu đọng lại trong mạch máu. Chúng không có nơi nào để thoát đi. Cuối cùng hệ mạch máu bị bẩn giống như các đường ống bị rỉ sét. Máu ngừng chảy đến các cơ quan nội tạng. Kết quả là chúng bị đói và bị bệnh. Thận, dạ dày, gan hoặc bàng quang đều bị cung cấp máu kém. Ngay cả cái đầu. Ví dụ, hãy tưởng tượng nếu tôi ngừng cho con bò ăn bình thường. Vâng, nó sẽ bị ốm ngay lập tức. Và nếu nguồn cung cấp máu được cải thiện, các cơ quan sẽ khỏe mạnh lại. Tất nhiên, có thể người ta sẽ không sống lâu như tôi, nhưng chắc chắn sẽ sống lâu hơn. Trong 3 hoặc 5 năm, và có thể tới 10 năm. Đây là cách mọi người được chữa bệnh trước đây. Khi không có một viên thuốc nào, và mọi người đều khỏe mạnh. Và đây là một câu chuyện tôi vẫn nhớ. Một người phụ nữ từ vùng Ryazanskaya đã viết thư cho tôi. Chồng cô ấy
đang khổ sở vì bị cao huyết áp. Một số biểu hiện sớm nhồi máu cơ tim. Các bác sĩ nói rằng anh ấy sẽ không sống được lâu. Hãy mua một chỗ trong nghĩa trang đi. Cô ấy cũng hỏi tôi cách chữa cho anh ấy. Có thể tôi biết một bí mật nào chăng? Tôi khuyên anh ấy nên làm sạch các mạch máu. Tôi không biết thêm một bí mật nào nữa. Hơn 10 năm đã trôi qua kể từ đó. Người đàn ông còn sống, khỏe mạnh và hiện không bị tăng huyết áp. Cả gia đình họ bắt đầu làm sạch các mạch máu sau đó. Và bây giờ họ chúc mừng sinh nhật tôi hàng năm. Nói chung, còn có rất nhiều câu chuyện hay nữa. Các nhà báo cũng thường hỏi tôi về điều này. Tôi luôn trả lời họ như vậy. Nhưng dường như không ai lắng nghe tôi. Thật vô ích. Nếu bạn làm sạch mạch máu, bạn có thể sống lâu và quan trọng nhất là sẽ khỏe mạnh. Rốt cuộc, sống lâu cũng không dễ chịu gì cho người bệnh. Theo Tổ chức Y tế Thế giới, WHO, ô nhiễm mạch máu là nguyên nhân dẫn đến tới 93% sự phát triển của các loại bệnh tật, từ các bệnh về đường tiêu hóa đến suy giảm thị lực. Cảm ơn các quý vị, các thầy, các bạn đã theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.